Và sau đây là phê phán của Facebook Amy Trúc Trừng đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 28 tháng 7 về tỉnh thất Bồng Lai, đó mới là tin thật của báo chí Cộng sản. Mời quý vị cùng chia sẻ. Lại sắp gấp lửa bỏ tay người. Liên quan vụ Thiền Am, mới đây một loạt tờ báo đảng đã loan tải tạm đình chỉ điều tra tội loạn luân và lừa đảo do không có đủ bằng chứng. Thế nhưng ngay sau đó thì báo Công an Nhân dân lại tung ra bài viết tựa đề phục hồi điều tra vụ Thiền Am tội loạn luân và lừa đảo. Tin nào đúng, tin nào sai? Nhìn lại sự kiện này ngay từ những ngày đầu có thể nhận thấy rõ một kịch bản của đảng tà quyền hòng vu oan giá họa hạ cho những người tu tại gia không chấp nhận theo tà giáo. Vào đầu năm 2022, nhà cầm quyền rầm rộ sư quân đi bắt hết gia trẻ lớn bé trong Thiền Am. Ngay lúc đó, toàn bộ truyền thông đảng đã tiếp tay để tạo nghi ngờ cho dân chúng, khi nhiều bài báo nói rằng họ có bằng chứng xét nghiệm ADN và những người trong Thiền Am đã phạm tội loạn luân bao nhiêu đời. Rồi thì bác sĩ này, chuyên gia nọ, hiệp sĩ kia đang đàm phán tội người ta. Thế nhưng, khi đã tạo được hiệu ứng đám đông thì lại chơi trò đánh trống bỏ dùi. Kết quả phiên xử trong hai ngày 20 và 21 tháng 7 chỉ quy chụp những người trong Thiền Am tội phản động vì dám xúc phạm bỏ. Và khi bị dư luận phẫn nộ lên án quá thì nay qua lại tung tin sắp phục hồi điều tra. Án xử xong rồi mới quay lại điều tra. Cái này thì cơ quan điều tra Việt Nam đúng là giỏi nhất thế giới. Cái chiêu trò gấp lửa bỏ tay người, ngụy tạo bằng chứng giả của công an Việt Nam, đặc biệt là công an Long An thì không ai còn gì lạ. Điển hình là vụ Hồ Duy Hải. Lần này thì có lẽ công an Long An đã chuẩn bị xong giấy xét nghiệm ADN giả chăng? Thương cho những người trong Thiền Am và những người cũng thương cảm cho dân Việt, mỗi người đều đang phải cam chịu phận tù nhân dự bị, biết đến bao giờ nước Việt mới được an yên.